khoảng mấy tháng nay á thì cũng hơi bực mình, tại vì á lúc nào á sáng 5:30 hay 6:00 cũng bị ông già tía ông dựng đầu ông kéo dậy, ông bắt ra giường mở cái cầu dao từng tước cái giường ớt của ổng, xong rồi ổng cũng kêu á là qua bên cái chuồng gà để mở mấy cái đèn sưởi ấm, mà ngày nào cũng 5:30 hay 6:00 ổng cũng kêu hết trơn á, nên cũng thấy khó chịu, nên mới là quyết định là bắt đầu tìm trên một thị trường một cái thiết bị nào mà định thời gian, có nghĩa là tới giờ đó nó on off để cho mình đỡ ra, thì tìm được cái con này nè. Thì cái con này đội năm nay gọi là định thời gian thôi các anh chị. Bây giờ mình sẽ review sơ lược về con này nha. Đây, đây là cái hộp sản phẩm của nó. Giờ mình sẽ unbox ra. Giống như đập hộp của Ngọc Trinh đó mọi người. Đó, thì trong đây thì có một miếng giấy. Cái này là gọi là mấy cái manual để hướng dẫn sử dụng. Mình thấy cũng rất là chi tiết. Này mấy anh như ngành điện hay là cài đặt đồ nhìn vô sẽ dễ, rất là dễ biết nè. Trước mặt sau đây, trong đây thì có con thiết bị của mình đây, nó màu trắng nha mọi người, kèm theo đó là một pin có hút ẩm. Tự nhiên nhìn cái này nhớ tới bánh trung thu của mọi người ơi. Thì cái pin này á mình sẽ lắp vô cái khe này nha. Cái cục pin này mình sẽ lắp vô cái khe. Thì tất nhiên nó khi mà lắp pin vô đây á thì nó sẽ hiển thị cái màn hình này nè. Mình sẽ cài được cái chương trình nè, thời gian, phút. Thì cái pin này á là nó lưu trữ được khoảng 10 năm. Thì như vậy thì mấy bạn cũng sẽ đỡ, nếu mà bị cúp điện hay gì đó thì cũng sẽ không có mất thời gian cài đặt lại chương trình. Hả? Thì cái này theo như nhà sản xuất người ta nói á, thì là nó có thể điều chỉnh được 50 chương trình trên một ngày. Có nghĩa là sáng 6:00, 7:00, 8:00 gì đó bật tưới cái hệ thống nước trong nhà hoặc là trang trại, đèn đốm gì đó thì có thể làm sử dụng con này để bật tắt thời gian, nó thay cho hoạt động của con người. Con này thì mình mua khoảng tầm 400-500 thôi. Nó cũng dễ cài đặt lắm mọi người ơi, nó thể làm nó cài đồng hồ như trong cái điện thoại của mình thôi, cài đặt như cái giờ báo thức vậy thôi. Sáng 6:00 thức đúng không, sáng 6:00 thì nó reo, 6:00 nó tự động nó mở. Thì con này cũng đơn giản vậy thôi, thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người một cái con hữu ích này. Rồi cảm ơn mọi người xem cái video giới thiệu con định thời gian này của mình nha. Rồi cảm ơn mọi người.